Ô anh. Ừ anh. Phải chứ. Em chào anh. Phải chứ. Anh đến lâu chưa? Anh công tác gần đây. Ơ sao mà anh đến mà không bảo báo trước với bọn em chẳng biết. Ngang qua mà. Công trường của mình ổn chứ? Ờ được anh ạ, công trường của mình ổn lắm, tiến độ cũng hoàn thành đúng tiến độ ấy. Nhưng mà là hôm nay là có một anh là xin nghỉ cho nên là công việc là nó cũng vẫn còn hơi bừa bộn. Thế tiến độ cứ đúng tiến độ cho anh là được. Dạ vâng, vâng, vâng. Thế anh đến chẳng bảo trước em. Thế anh có ở đây lâu không? Đi vào xem nào, lát anh về thôi. Đây tiến độ công trình mình cũng làm được 30-40% rồi đây anh ạ. Đây là những cái trụ cầu mà bọn em cũng đan sắt xong là bọn em cũng đã đổ thành khối bê tông hết rồi. Anh ạ, đây cọc bọn em cũng hoàn thành được 30-40% tiến độ rồi. Là cọc của em cũng đổ bê tông hết rồi, cũng đan sắt đổ bê tông hết. Bây giờ còn cầu ở ngoài kia là mình làm xong cái móng là mình mới tiếp tục là để đổ bê tông ở kia để lắp ghép những cái mảnh này lên là mình hoàn thành cái tuyến đường này thôi. Okay. Cái cầu này thôi. Hơi nắng nồi thì anh em vất vả tí nhé. Dạ vâng, và không có gì đâu anh ạ. Anh đến không báo trước cho bọn em. Anh đi ngang qua thôi. Các anh em thì đang làm ở trên kia hết rồi. Đang làm ở trên kia thì anh em mình là. Thì anh em mình đi vào lên. Vâng. Còn đây là máy là đang bảo dưỡng không nó bị đứt cái dây dầu kia. Anh em bảo dưỡng được chưa? Cũng phải đến sáng mai chắc là bên đội thợ người ta mới về là mới xem là mới bảo dưỡng được anh ạ. Còn đây là những cái trụ cầu anh xem có được không ạ? Được rồi. Có là Huy nó quản đây được là được rồi. Vâng, Huy nó đang ở trong kia. Okay. Vâng. Đi nhà anh em mình vào kia tí nhỉ? Vâng, em em được. Trong kia thì mình xem tiếp công trình anh nhỉ. Anh bảo này. Dạ vâng. Hôm nay thì anh tiện đi công tác qua đây. Vâng. Nhưng mà anh thấy tiến độ công trình của mình làm như này là rất là ổn. Dạ vâng. Vâng. Em quản chế mọi người công việc như này là rất tốt rồi. Vâng. Vâng. Mấy cái trụ như này thì xem anh em công trình như nào sắp xếp lại đi. Vâng. Vâng. Sao nó nhanh hơn đi. Dạ vâng. Vâng. Còn máy móc thì em điện cho ông sửa nhanh tí. Dạ vâng. Vâng. Để cho nó kịp tính tiến độ của công trình mình. Vâng. Vâng. Thì em cũng đôn thúc mọi người là phải làm kịp tiến độ để còn bàn giao công trình chứ. Em thấy với tiến độ như thế này thì cũng được nhưng mà so với anh là vẫn chưa được thì em sẽ bảo mọi người đẩy mạnh hơn để làm. Em cứ đẩy mạnh hơn mọi người đi. Dạ vâng, vâng. Làm thêm một ca nữa cũng được. Vâng, vâng. Có vâng. Gì báo anh. Dạ vâng. Thế dạ. Mình vào trong kia để kiểm tra nốt anh nhỉ. Vâng, xem nốt.
Ngon đấy. Khó khăn như thế đấy, nhưng mà mưa bão là bọn em không thể làm mà tránh khỏi được những cái mưa bão như thế, mình không thể tránh được. Nói chung là để đẩy lên cái độ công trình mà an toàn để tính mạng mọi người là trên hết nhé. Dạ vâng, vâng, vâng. Thế anh chắc ở lại đây với bọn em đã. Thôi, anh về đó. Anh ở lại đây với bọn em đã. Lâu lâu anh về đối với bọn em. Anh đi về, anh còn công việc nữa. Dạ vâng, vâng, vâng. Thế em chào anh ạ. Anh về cẩn thận nhé. Anh về. Vâng. Xin nhắc cái đó.
nhá, có đứa nào xinh xinh ở đây không? Đẹp thế nhở? Nghe mình lên xe nhở. Quen thôi mà, nhìn ngon đấy. Bỏ ra. Em. Bà anh đi làm gì tôi đây? Đi ra đi. Cho anh nào quen được không? Bỏ ra. Đi làm gì đấy? Lấy tiền tôi à? Anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Bỏ ra. Anh nào quen được không? Anh đi làm gì tôi đây? Anh chỉ muốn làm quen em thôi mà. Đừng, đừng động vào người tôi. Anh xin số được không? Tôi không có số điện thoại đâu. Không có điện thoại đâu. Cái nhà em gần đây không? Không có nhà ở đâu hết đấy. Anh làm quen ấy. Nhà đâu hết, không có làm quen cái gì cả. Anh chỉ muốn làm quen thôi mà, anh có ý gì để đâu. Để cấp tiền hay là làm cái gì nói luôn đi. Anh làm quen được. Đi đâu đấy? Anh đi đâu đấy? Nào. Đi làm gì đấy, bỏ ra. Anh xin số đi. Thế anh xin số. Bỏ ra. Không có số gì hết, anh cứ đi ra không. Để làm quen thôi, anh có ý gì đâu. Ê, em định đi đâu ấy? Ở lại chơi anh đã. Đi làm gì đấy, bỏ ra đi. Này nhá. Rượu mới không uống, uống rượu phạt à? Hả? Bỏ ra. Cái gì đây? Bỏ ra. À, tiền à? Đừng có lấy tiền của tôi. Văn đi em ơi. Bỏ ra. Tiền ơi, tiền ơi. Hôm nay trả lại tiền cho tao. Adieu. Hôm nay trả lại tiền cho tao. Cái gì ấy nhỉ? Cướp à? Tao! Cướp! Trả lại tiền tao! Trả lại tiền tao! Cướp! Sao đây em ơi? Trả tiền tao! Thằng này cướp tiền của em ơi! Mày trả lại tiền tao! Sao đây? Sao đây? Sao đây? Không nhìn thấy tao! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mua lại! Đâu có tiền tao đâu! Sao đây? Mà nó cướp tiền của em anh ơi! Em cứ bình tĩnh, anh không giải quyết cho. Đâu. Em có làm gì đâu, lấy đâu ra bằng chứng? Con bé này, nói linh ta linh tinh. Em ơi, em không lấy đâu, lấy đâu, linh ta linh tinh. Em cứ bình tĩnh, hai chú im đi, để trộm không? Em không lấy. Anh gọi công an đấy. Em không lấy là không lấy. Xe anh có cam hành trình đấy. Linh tinh rồi. Xe anh có cam hành trình. Thằng này giả lấy tiền đấy. Anh gọi công an. Đây không có. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Em không lấy. Anh gọi công an đấy. Thôi anh ơi. Giả lại tiền đây. Có được trộm không? Đây này. Trả lại tiền đây, nhanh lên, lấy tiền vào đây. Gì đấy, cần gì đấy? Trả lại, anh gọi công an đấy. Anh gọi công an nhanh lên anh ơi. Hai em lấy đi, trả lại cho em lấy đi. Vâng, em trả. Đưa đây, lấy tiền đây. Có được lấy không? Đấy, có rồi. Lấy thì trả lại cho em. Trả lại tiền đây. Trả lại tiền đây. Đưa đây. Sao còn trẻ mà hai chú lại đi trộm rồi? Thôi anh bỏ qua cho em, có gì anh thôi, anh bảo này đưa tiền, hai em đã trả rồi. Còn trẻ, phải đi làm đi, trộm cắp nữa. Nhá, thật đấy, anh không làm khó hai chú đâu. Không, anh gọi công an đấy. Thôi, có gì anh bỏ qua. Em xin lỗi em rồi. Anh xin lỗi em. Xin lỗi tử tế vào. Ơ, mình đã sai rồi mà em. Em biển sao rồi? Em bị trợ chân một tí rồi anh ạ, không sao đâu. Em xin lỗi đi, xin lỗi cho bạn đi. Anh xin lỗi em. Xin lỗi tử tế vào. Anh xin lỗi lần sau anh. Đừng lỗi quá đi. Xin lỗi em. Thôi, em ấy đã tha rồi thì hai em bỏ đi nhá. Lần sau đừng trộm cắp nữa, mình còn khỏe.
mình về nhà, mình tìm công việc ổn định mình làm nhá. Dạ, vâng ạ. Anh lần này anh tha cho. Dạ, vâng. Còn lần sau anh gặp thì anh gọi công an đấy. Dạ, vâng, vâng. Hai em nhá. Dạ, vâng. Có gì anh thông cảm bỏ qua cho em. Em đi. Lần đầu cũng như là cuối anh bỏ qua cho em. Về đi nhá. Lần sau bỏ đi nhá. Anh tiện đường lên đấy em ạ. Anh tiện đường lên đấy mà. Thôi để anh đưa về. Đi. Để anh đưa về, anh đưa về. Để anh đưa về. Sắp đến nhà em chưa? Sắp đến rồi anh ạ. Nhà em ngay trên này thôi. À, em đi chợ xa phết nhỉ? Vâng, em đi bán bánh để lấy tiền mua gà về nuôi anh ạ. À, anh tiện đường đi công trình đi qua đây. Vâng, cảm ơn anh quá. May mà có anh, không thì mấy bọn cướp kia lấy hết tiền của em mất. Lần sau em đi đâu em đi cẩn thận nhá. Dạ, một mình con gái nữa, giờ ra ngoài đường nguy hiểm lắm em ạ. Vâng, mình không biết trước được gì ấy. Sợ lắm anh. Cái đoạn đường vắng như lúc nãy nguy hiểm lắm. Em cảm ơn anh nhá. May mà còn có anh ấy, không thì mấy bọn cướp kia lấy hết tiền của em. Gì đâu em. Anh ơi, anh dừng ở kia nhá. Sắp, chỗ đấy là cái nhà em rồi đấy. Nhà em ở ngay mặt đường không? Nhà em ở trên kia anh ạ. Gần đây à? Vâng. Thế là anh dừng đây nhá. Vâng, dạ vâng. Cẩn thận, đau chân đấy. Chân đau em cứ bình tĩnh thôi. Em này, đau trong này em này. Ừ. Đây, đánh đi. Đi cẩn thận, đi chậm thôi em ạ. Cứ đi chậm thôi. Rồi cứ đi, không sao, em cứ đi chậm. Nhà em đây à? Vâng, nhà em đây. Em ở một mình đây chứ? Vâng, em ở một mình đây, rừng sâu như này không sợ anh? Không anh ạ. Đây, đây, đây. Nhà em đẹp hết nhỉ? Vâng. Quay nhà em đẹp nhỉ? Dạ vâng. Em một mình làm à hay ai hộ em làm à? Em một mình làm đây anh ạ. Đây là trang trại. Cho em đau không? Ờ anh, em ngồi lên đây đi, cho em đỡ rồi anh ạ. Để không anh xem cho. Đâu, không sao đâu, anh ngồi lên đây. Hôm nay nắng anh nhỉ? Em ở đây một mình có buồn không? Em không anh ạ, em ở đây cũng quen rồi ấy. Làm việc nhiều với lại là đây là trang trại của em cũng chăn nuôi nhiều nên là cũng em không thấy buồn. Nấu nướng là em tự nấu à? Dạ vâng, em ở đây một mình mà. Em tự làm, tự có nấu. Điện nước gì không em? Có anh ạ. Em anh đi kéo điện. Có trang trại gà kia em nuôi nhiều không? Cũng nuôi bình thường thôi anh ạ. Em nuôi cả bồ câu ấy nhỉ? Dạ vâng anh ạ. Anh thấy có hai cái trại. Em nuôi bồ câu. Hai cái lồng bồ câu. Ơ thế này anh đến đây rồi không định lấy nước cho anh à? Phải xin cốc nước rồi. Nếu anh không bận việc gì thì ở đây uống nước em lấy cho anh ạ. Anh không bận đâu mà. Đây để anh. Để anh này. Để anh cầm ra. Ở đây không anh? Vâng anh. Nhà này đẹp này em nhỉ. Nhà nước này đẹp.
Dạ vâng. Bình tre này em tự cắt hết đây. Khi mà anh uống nước nhé. Anh xin. Dạ vâng. Khí hậu đây mát nhỉ em nhỉ? Trong lành nhỉ? Em mời anh uống nước. Tôi em uống đi. Mà hôm nay may thật. May của anh không thì em không biết lấy tiền lại kiểu gì luôn ấy. Anh tiện đường đi qua. Anh tiện đường đi qua. Anh làm công trình gần đấy mà. À, bọn cướp này hung hăng thật. Ôi, bọn trẻ con đường sợ lắm em ạ. Cái gì cũng dám làm. May mà anh còn bảo là gọi công an đấy, không thì bọn nó còn chối là không được lấy tiền của em cơ. Lúc đầu bọn nó còn xin số của em cơ anh ạ. Cướp tiền xong là kiểu định làm hại em ấy, nhưng mà may em chạy kịp xong là bọn nó chỉ lấy tiền của em thôi. Em đi một mình như thế nguy hiểm lắm ấy. Dạ vâng. Thế anh làm công việc gì ạ? Anh ngày xưa học kiến trúc, bây giờ anh đang đi làm công trình em ạ. Đi giám sát công trình. Công trình anh ở gần đây không? Anh có, anh ở ngay chỗ em nãy bị cướp này, ở ngay gần đấy. Nhưng mà anh làm mỗi công trình gần đây thôi ạ? À anh không, công trình của anh nhiều nơi lắm, rải rác khắp nơi á. Chung là công ty anh nhiều công trình, nên anh phải đi suốt mà. Lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Hôm nay anh tiện đường đi qua đây, anh công tác ở gần đây nên tiện đường ghé vào thăm công trình mà. Bận anh à? Cũng bình thường. Nói chung là mình thích thôi, thích làm. Cũng muộn rồi, cho anh xin phép anh đi về đây. Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, cho anh xin phép anh về thôi. Thời gian cũng muộn rồi. Anh còn đi nhiều nơi nữa. Dạ vâng, đi anh về cẩn thận nhá. Anh đi về luôn ạ? Ừ, cho anh xin phép anh về đây. Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ vâng. À, xem chân của em nếu mà đau quá thì đi viện nhá. Dạ vâng. Đi khám xem sao thôi. Anh về cẩn thận nhá. Anh đi về đây. Anh ơi, từ từ đã. Sao thế? Nếu anh không ngại thì ở lại ăn cơm với em. Thôi, em xin phép rồi. Anh còn phải sang bên Na Hang nữa, anh có mấy công trình đấy. Anh qua ghé thăm xem mọi người làm như thế nào. Hay là anh chia cơm tan em nữa? À, không, không phải đâu. Anh ăn cơm bờ cơm bụi suốt mà em. Không phải đâu. Em chỉ muốn làm bữa cơm để mời anh, cảm ơn anh vì đã giúp em thôi. Thật ra công việc của anh nhiều thật nhưng mà em có lời mời thì thôi anh lắng lại trở lại với em. Xong anh đi xong được. Thế nhá, đi nấu cơm nhỉ? Đi nấu cơm nhé. Anh nhờ rửa tay chứ. Vâng đi. À đây, em rửa tay. Nước này mát nhỉ. Vất vả anh thôi, em nghỉ một tí. Vâng đây. Chẳng thế. Em ở đây rửa nhá. Em chạy ra ngoài chợ xem nó ăn gì. Đúng rồi anh ạ. Để em rửa đây. Để em đây rửa nhá. Dạ. Rồi anh tí nhá. Vâng. Thịt lợn đi bán nào mà. Cháu mua đi, cháu mua. Cái nào này mua đi. Giá rẻ thôi mà. Thịt này sáng nay mới mổ chứ hả bác nhỉ? Vâng, sáng nay mới mổ. 3 cân là cháu miếng này. Cái này phải đi thỏa phương ra cho nó.
Này 100 nghìn nhá. Vâng vâng. Cảm ơn nhé. Vâng. Hai em mua tiếp nhá. Vâng, vâng. Cái này, cái. Ôi, anh mua nhiều đồ đấy. Đâu, anh mua ít mà. Em mua cơm chưa? Em chưa. Đây, mình vào nhóm lửa đi. Em mua cơm. Em nấu nhiều nhưng anh ăn nhiều ấy. Dạ vâng. Em đói thế nhỉ? Anh cũng hơi đói. Sáng nay anh chưa ăn gì. Anh đi công trình luôn mà. Anh có gạo đã. Ừ. Có anh ạ, đi cho anh nhé. Đây để anh đi rửa thịt đấy. Để em nhặt rau cùng anh nhé. Ừ. Em có ăn không chê mỡ được chứ? Em không. Bà bán thịt vào thịt này lợn nuôi đấy, lợn tự nuôi đấy, lợn bản đấy, không biết ngon không? Chắc là lợn đen anh nhỉ? Chắc là lợn đen đấy. Em đây có nuôi lợn không? Em không anh ạ, em chỉ nuôi gà thôi. Nhưng mà em có vội đi làm không ấy? À anh không. Tí ăn xong chắc anh đi. Chợ khéo đấy nhở, rau anh mua ở đâu mà tươi thật đấy. Đâu, anh mua ở cái quán này gần bên này. Thấy bà ấy giới thiệu hay quá. Nhưng mà quen nhau gần một ngày rồi anh còn chưa biết tên em là gì. Dạ, tên em là Ngọc anh ạ. Em tên Ngọc à? Dạ vâng. Tên hay thế. Thế còn anh tên gì? Anh tên là Victor, lúc đó anh Victor nhé. Dạ vâng, chắc anh cũng đi công tác bên nước ngoài nhiều nhỉ? Ừ, anh thi thoảng thôi, tầm 2-3 tháng đi một lần. Công ty cử đi thì anh đi mà. Dạ vâng. Anh Victor đảm đang thật đấy, cái gì cũng biết làm. À không, đây là anh hộ này. Anh ngày xưa từ hồi sinh viên anh cũng tự nấu nướng mà. Với lại đi công trường nếu mà thấy anh em mà vẫn bận quá thì anh vào hộ một người một tay. Cái này cô nào mà lấy được anh thì sướng lắm đấy. Anh người yêu anh còn chưa có ấy. Anh còn chưa có người yêu ấy. Khiếp, anh cứ nói thế. Ồ, thật mà. Nhiều người thích anh lắm ấy. Anh đi công trường suốt chắc chẳng cô nào dám yêu vào anh đâu. Suốt ngày bôn ba ở công trường ấy. Vất lắm em ạ. Thế Ngọc có người yêu chưa? Em ở nơi hoang vắng, ít tiếp xúc với nhiều người. Cũng không ai biết đến em nên là em cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương anh ạ. Thế là mình có duyên đấy chứ nhỉ em nhỉ? Anh... Thôi em đi rửa rau đây. Ơ kìa. Thôi để anh dọn đây cho nhé. Thank you.
cắt hộ anh cái đấy để thịt đấy. À. Anh nấu ăn nhiệt chuyên nghiệp thế. Chuyên nghiệp gì đâu. Em đây là một mình tự nấu ăn tự ấy hết đúng không? Anh đi đây xem cơm nhé. Xem cơm nó không cháy đấy. Cơm chín rồi đấy. Ừ, chờ anh xào nốt thịt tí ra xong. Ừ, anh xào thịt đấy. Rau muống này là xào hay luộc đây? Rau muống xào thôi anh ạ. Đây đây để anh tiện tiện tay xào luôn. Cầm một anh. Đây để em cầm gì? Ừ, em cầm một anh nhé. Rau xong rồi còn gì không em nhỉ? Không anh ạ, giờ ăn cơm thôi. Để em đi nhặt bát nhé. Ngồi ở đâu nhỉ em nhỉ? Trên nhà hay là ngồi ngoài kia? Ngồi ngoài kia anh ơi, mãi mình uống nước. Còn gì không nhỉ em nhỉ? Hết rồi anh ạ. Không để anh ra hộ. À. Em đi bê cơm cho, anh cứ ngồi đây đợi em. Này làm phiền em quá. Không có gì đâu anh ạ. Sới xoay nhiều nhiều tí nhé. Dạ vâng. Này ăn cơm với người đẹp ngon lắm. Em mời anh Victor ăn cơm nhé. Ừ. Anh mình ngọc ăn cơm nhé. Dạ vâng. Đây em cho anh cắt trải nghiệm. Anh xin. Dạ vâng. Anh ngọc cho ngọc. Em xin ạ. Ăn cơm đi em ơi. Nên cơm với ngọc ngon hơn hẳn em ạ. Anh cứ nói quá. Cơm rau đạm bạc anh ạ. Anh ăn nhiều vào nhá. Anh cảm ơn. Anh ăn cơm đường, cơm bụi kia gọi là ăn qua bữa rồi em ạ. Chán lắm. Ở như em, như này lại hay em nhỉ? Vâng. Yên bình. Em cũng thích cuộc sống như này. Anh cũng thích một cuộc sống như này mà em. Chẳng qua do công việc nên phải bôn ba thôi. Anh ăn nhiều vào nhé. Anh xin. Ơ, ngôi nhà này của em là trước em làm lâu không? Em làm, một mình em làm cũng lâu anh ạ. Tầm hơn một tháng em mới làm xong nhà này. Em nhiều hoa tay nhỉ? Tất cả mọi thứ em đều tự làm hết. Vâng. Em siêu đấy. Anh lại quá khen. Em ăn đi, ăn nhiều vào. Anh Victor vừa đẹp trai, nấu ăn giỏi, khéo tay, chắc là nhiều người thích rồi. Ừ, làm gì có ai đâu em. Anh đi công trường suốt, chẳng có cô nào để ý đến anh luôn ấy. Chắc mình chỉ ăn cơm với nhau lần này thôi nhỉ? À không, mình gặp nhau hay không là còn do duyên mà, còn duyên số mà. Mà anh hay đi qua công trình, đi qua đây hôm nào anh ghé ở đây chơi, rồi anh vào đây chơi nhỉ? Em ăn đi. Vâng ạ. Lúc hai thằng cướp kia ngã xe em thấy buồn cười á.
Lúc đầu anh cũng, anh đang đi qua đấy, tự nhiên anh thấy em đang đuổi theo. Anh cũng đoán là cướp thôi. Nó mới chặn đầu xe mà. Nó lấy hết tiền của em mà anh. Hay đấy, nhìn còn trẻ mà nhà em nhỉ? Vâng. Nhưng mà... người dạo quá. Không phải, cũng đen đấy, đen là gặp anh em mình đấy. Gặp người khác chắc là cướp chót lọt rồi. Em đau chân như này chắc chiều không đi chợ đâu chứ? Em không anh ạ, em chỉ là em làm vườn, để em trồng rau. Có gì làm không cho anh làm với? Dạ thôi, anh bận công việc thì anh cứ đi công việc của anh đi. Hôm khác mình gặp nhau rồi anh giúp em cũng được. Hộ, hộ Ngọc anh xin nghỉ được mà. Dạ thôi ạ, phiền anh lắm. Thế anh Victor đã ăn cơm no chưa? Anh ăn no rồi, Ngọc ăn no chưa? Em ăn no rồi anh ạ. Ôi nay ăn cơm với Ngọc ngon quá. Anh ăn được tận 3 bát liền. Ăn để có sức đi làm anh ạ. Chứ bình thường ăn cơm vội, anh toàn ăn qua thôi. Anh gọi là ăn qua bữa thôi. Em có vội không? Chiều nay anh còn đi làm ấy. Thì anh nằm đây nghỉ lúc rồi anh đi. Ôi chắc anh chuẩn bị xin phép rồi. Chiều anh còn đi xa nữa. Chiều nay anh còn đi công trình cách đây tầm 60 cây đấy. Nên là chiều anh... phải đi thôi. Chắc anh cũng chuẩn bị xin phép thôi. Nào có dịp anh ghé qua đây anh cho phép anh vào thăm Ngọc được không? Dạ vâng ạ. Nếu anh không chê thì anh vào thăm em. Hôm nào anh có dịp anh qua đây anh ghé vào thăm em nhé. Dạ vâng. Chắc anh xin phép thôi. Anh chuẩn bị xa nữa. Nhé. Nào có dịp anh qua. Anh ăn mũi. Anh xin. Em ở đây một mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đây một mình nhớ cũng sợ, nhớ nhiều lắm. Anh đi đường cẩn thận nhé. Có gì khi nào anh lại vào đây thăm em. Khi nào có gì anh vào đây thăm em. Thôi xin phép anh về nhé. Vâng, anh đi cẩn thận nhá. Chào Ngọc nhá. Đâu?
Thank you.
Cháu con cho mẹ ăn cháo. Thế mới
của hai đứa đây. Trời ơi, thấy không, nhìn thấy không? Ở đây ngoan nhá. Trời ơi, được yêu thật. Đi vào nhà mới đi, đấy, em này vào đi. Đi vào nhà mới nhá. Đấy, vào đi. Nào, đi vào đi. Đi vào xem nhà mới đi. Đấy, thích không? Bắt tay này. Bắt tay. Ở đây đợi chị nhá, chị đi lấy cháo cho ăn này. Đói chưa? À, đây chị bé nè. Đúng rồi, đáng yêu quá. Em này còn bé không? Mình bé cả hai em này. Thối đây. Tí tắm cho nhá. Mình phải ăn, đi ăn gì đi này. Bận quá, đi chơi đi. Đi tắm cho này, còn em này nữa. Đi chơi đi. À. Chú. Đi ăn cháo nào. Bỏ đây cho ăn nào, nào, đợi nào. Đây, để đây cho một đứa ăn. Đây, thích cái này nhá. Nào, đợi nào. Ăn đi. Sao không đói à hả? Không đói mà cứ chạy đi đâu này. Đây ăn này, ăn cháo này. Đây.